Ok, chào mừng quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom mô tô Honda Bắc Ninh. Thì ngay ở đây ô tô Honda Bắc Ninh đang có một phiên bản Honda CR-V phiên bản L cao cấp nhất màu đỏ mận. Hiện tại mức giá niêm yết của Honda CR-V phiên bản L đang là 1.093.000.000. Thì ok, mình có thể bàn về giá cả ở phần cuối video. Thì hôm nay mình làm video này đánh giá và review nhanh ở trên khía cạnh một khách hàng đi xem một chiếc xe từng là hot trend tại thời điểm năm ngoái, có những thời điểm mà lên đến cũng phải mua phụ kiện theo như thông tin mình nắm được. Thì ok, đến năm nay thì cùng xem thì CR-V liệu có còn là hot trend của năm nay hay không. Về tổng thể thì CR-V là một chiếc xe 5 cộng 2 mà kích thước khá là rộng, chiếc xe Nhật mà mình đã review khoảng vài xe của Honda rồi. Thì cái điểm ưu điểm lớn nhất mà mình dành cho Honda thì có lẽ là sự rộng rãi thoải mái mà ở trên vị trí khách hay vị trí người lái hay bất kỳ vị trí nào bạn ngồi đều cảm thấy được sự rộng rãi thoải mái. Thì trên CR-V 2019 này cũng vậy thôi. Những cái đường nét thiết kế thì như mình nói, Honda hiện nay nhắm đến lượng khách hàng trẻ tuổi, thì cái đường nét thiết kế cũng rất là đẹp ngay ở phía đầu xe này, nó khác khá là nhiều so với những chiếc CR-V ngày xưa đấy. Thì vẫn là logo Honda to bản như này. Cái cản dưới này là cản nhựa thôi, đây cũng là nhựa, nhưng mà hơi tiếc một tí thì Honda CR-V này mình chưa thấy cảm biến, chưa thấy có cảm biến ở phía trước. Thì tuy nhiên ngoài việc không có cảm biến như này thì mình vẫn còn rất là thích cái sự thiết kế đèn ở trên Honda đấy. Thì ở đây toàn bộ là đèn full LED, full LED luôn, cả giải LED ngày này, xi nhan này, pha cốt thì chắc chắn rồi, ánh sáng trắng của đèn LED. Phải nói là thiết kế rất là trẻ trung và rất là đẹp. Thân xe thì Honda CR-V này sử dụng một bộ mâm 18 inch lốp Michelin, lốp xịn đấy, lốp xịn của Michelin ấy, cách âm cực kỳ tốt. Mà cái la răng này thì phải công nhận là Honda CR-V 2019 thiết kế la răng rất là đẹp, rất là cuốn hút. Mà khi đi trên đường cơ, trên đường quý các bạn vận hành cơ, thì mới thấy rất là đẹp ở trên Honda CR-V. Còn về phần tay nắm cửa này thì cá nhân mình thì nó thích sự sang trọng hơn một chút, bọc chrome hơn một tí. Nhưng trên này Honda CR-V đã được trang bị cảm biến chìa khóa thông minh. Đấy, sử dụng cảm biến khóa ở đây khá là tiện, cập nhật hơn so với thời đại với một chiếc xe Nhật. Nhưng mà nó cũng chưa có bậc lên xuống, chưa có bậc ở đây với một chiếc xe cũng, gầm cũng khá là cao như Honda CR-V. Nhanh qua phần đuôi xe thì tất nhiên rồi, cái cửa gió, cái đuôi gió này, và đặc biệt là cái đèn hậu. Cái đèn hậu ở trên Honda thì chắc bất kỳ xe nào mình cũng thấy ưng hết à. Full LED chứ không giống như các mẫu thấp là dùng halogen. Đây hoàn toàn là đèn LED chạy dọc từ đây, các bạn xin nhan là vòng đây luôn. Cốp thì cốp điện chống kẹt. Có nhớ vị trí khoảng cách hay là nhớ vị trí đặt, các bạn mở cốp ở đây. Tuy nhiên thì nó lại không có đá cốp rảnh tay. Đấy. Cũng hơi tiếc một tí là không có đá cốp rảnh tay. Về phần điều chỉnh ở sau, cái này thì có thể kéo nhấc ra được này. Đấy, nhưng mà nó không quá rộng vì ưu tiên vị trí không gian cho cái hàng ghế thứ ba rồi. Nó không giống như CX5 đối thủ trực tiếp của Honda CR-V thì vẫn ưu tiên đến cái dòng, ưu tiên đến số lượng chỗ là 5, ưu tiên cái không gian ngồi ở trong xe nhiều hơn. Honda thì xe Nhật mà tiết kiệm bền bỉ hơn,
ưu tiên sự tiện nghi thoải mái. Ghế ở trên hàng ghế thứ ba ở phiên bản cao cấp này nó là ghế chỉnh cơ nhá, gập cơ, nhưng mà nó cũng khá là hay khi mà các bạn có thể tùy chỉnh được cái vị trí ở hàng ghế thứ ba. Ford Everest mình có review thì ok, Ford Everest với cái mức giá 1.1 tỷ thì các bạn có phiên bản chen, có một chút, có titanium chỉnh ghế điện. Tuy nhiên thì hàng ghế thứ ba của Ford Everest thì nó lại cứng vì gập điện mà, kể cả gập cơ thì nó cũng không thể thay đổi được cái vị trí ngả của ở trên hàng ghế thứ ba giống CRV được, cũng khá là hay, một điểm cộng cho CRV. Tất nhiên rồi, CRV là máy xăng, động cơ máy. Tất nhiên rồi, trên CRV nó là động cơ máy xăng thì mình không nghĩ được một chiếc xe 5+2 nặng hơn 1.6 tấn mà di chuyển trong đô thị nó chỉ 7 lít trong 100 km đường hỗn hợp. Nghe mời bạn lại gần đây nhìn thông số cho dễ này, 7 lít trên 100 km này, mình nghĩ các thông số này nó phải lên đến 10 lít nếu mà đi trực tiếp chỉ đi trong đô thị. Nó là một thông số chung và khá là thực tế thôi, bất kỳ chiếc xe nào cũng mình nghĩ nó cũng sẽ phải rơi đến 10 lít. Ok, vào phía trong xe, phần nội thất. Đẹp nhỉ, đẹp. Sang người luôn đấy, không giống xe Nhật tí nào cả. Ở đây thì hơi khác một tí so với các phiên bản trước như ở trên City hay là Civic thì những cái này mình xin lỗi, những cái điều khiển như này thì đã được đặt luôn ở bên ghế ở bên tay của người lái. Ở đây thì chỉ có cửa gió điều hòa thôi. Bấm phím bấm mở cốp điện này, cân bằng điện tử hay là cảnh báo cảm biến ở phía sau. Ok, có cảm biến phía sau, khá là giống Honda City. Vẫn có các nút chờ ở đây nếu quý khách hàng có nhu cầu độ đẽo thêm. Ghế ở trên CRV là ghế chỉnh điện. Vô lăng thì như này, nó hơi nhỏ so với một chiếc xe 1 tỷ. Mình có thể mình to, mình muốn một cái vô lăng nó đầy đặn hơn một chút. Ở đây thì vẫn có cruise control thôi, vẫn có đầy đủ hệ thống đàm thoại ở trên này, vẫn có lẫy chuyển số, nhưng mà lẫy này nó là lẫy nhựa và màu đen. Mình thích nó màu, nó mạ được chrome thì tốt, mà không thì nó cũng muốn nó là màu trắng hay là màu bạc một chút thì nhìn nó sẽ thanh thoát hơn. Hệ thống điều khiển bên này thì vẫn vậy thôi, không khác nhiều. Duy nhất ở trên cái màn hình này nó hơi buồn cười một tí, nó duy trì từ phiên bản này đến phiên bản khác của trên xe Honda. Nó một điểm khá là tinh thần Nhật đây, vận chuyển hay là chuyển chế độ xe mà trên màn hình. Bên cạnh tinh thần Nhật thì mình vẫn có một hai cửa gió điều hòa ở đây, điều hòa tự động hoàn toàn là trên màn hình cảm biến như này. Vì chiếc xe hiện tại đang bày trong showroom nên mình cũng xin phép là không nổ máy mà để hiển thị đầy đủ được. Vẫn cái hệ thống điều khiển cơ bản thôi, điều hòa thì hai vùng độc lập. Điều khiển có cả núm vặn ở đây, phanh tay điện tử, cần số rất là đẹp. Những cái ốp, chi tiết ốp gỗ này hay là những cái bệ tì tay to như này. Đây, mình rất là thích những cái bệ tì tay to như này. Hay là chi tiết nội thất ốp gỗ, phải nói là rất là tiện. Ok, thì để quan sát rõ hơn thì mình sẽ chuyển cái góc máy để chuyển cái tầm nhìn tốt hơn một chút. Ok, với một cái góc nhìn tốt hơn rồi, hoàn toàn ở trên khoang nội thất như này. Nó tổng thể thiết kế thì rất là đẹp, mình rất là ưng. Có những đường vân gỗ như này, giả gỗ thôi nhưng mà cũng rất là ưng. Cổng sạc ở đây, hai bệ để cốc, cái này có thể để điện thoại được này. Tuy nhiên ở đây này, cái bệ tì tay và cái không gian để đồ trong này, xe Nhật mà, cực kỳ là rộng mà cực kỳ là tiện ích này. Trong này đầy đủ kết nối này, Bluetooth, cổng sạc, USB, HDMI. Mà thiết kế rất là hiện đại ấy chứ. Ghế thì trang bị ở trên Honda CR-V này hoàn toàn là ghế da. Đi kèm với đó ở đây, cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Điều chỉnh điện hết luôn các bạn nhé.
Ok, mình đang ở trong hàng ghế thứ hai của Honda CR-V. Thì tất nhiên rồi, mọi mẫu Honda nó rộng quá luôn. Ở đây thì vẫn được trang bị đèn trần, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa ở đây, mình thấy khá là ok. Kể cả ở đây cũng có luôn cửa gió điều hòa và cổng sạc này, mát cực kỳ này. Nó đúng là đàn anh của Honda HR-V rồi. Mình thấy ngồi hàng ghế thứ hai khá là ổn, 1m8 ngồi thoải mái, cũng không có gì chê trách Honda CR-V ở cái hàng ghế thứ hai cả. Thì tiện đây thì mình cũng hướng dẫn nhanh luôn quý vị các bạn cách bước vào hàng ghế thứ ba cho Honda HR-V. Thì sau khi mà mình cụp hết cái tựa đầu ở trên Honda CR-V này, thì đây mình kéo dây nha, gập hoàn toàn hàng ghế thứ hai xuống. Ok, đằng sau này vẫn có một dây nữa để mình kéo. Ok, nhấc hoàn toàn ra lên này, thì mình sẽ lên ở trên hàng ghế thứ ba. Chắc chắn rồi, một mẫu xe 5 cộng 2 thì không thể nào mà để một người 1m8 mà to như mình có thể ngồi thoải mái và để chân được trong cái hàng ghế thứ hai, hàng thứ ba. Đây, cái này chỉ ngồi cho trẻ con và người già thôi ạ. Chưa kể đến việc nếu mà cố ngồi thì chắc chắn rồi, đi vào đường sóc hay gờ cái là mình sẽ chạm đầu ngay. Vẫn có bệ thì để cốc hay là cửa gió điều hòa thôi, vẫn khá là thoải mái, nhưng mà hàng ghế thứ ba không cho ai được trên 1m8 ngồi như vậy các bạn. Ok, động cơ của Honda CR-V, một nước đi cực kỳ tỉnh táo ở thị trường Việt Nam. Động cơ xăng 1.5 turbo tăng áp mà đến 188 mã lực, phải nói là rất là khỏe, rất là ấn tượng. Cái động cơ turbo này ở trên Honda CR-V 188 mã thì nó phải tương đương với cái động cơ 2.5 hay 2.8 tùy vào thời điểm. Trung bình nó rơi vào khoảng 190 mã lực như các dòng bán tải, hay là SUV khoảng 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 6 đổ xuống. Mình thấy khá là ok với một chiếc máy xăng. Đạp có thể nó rất là bốc đấy. Video về mà đi thử hay là cảm nhận trải nghiệm lái CR-V thì mình sẽ ra sớm nhất sau khi upload video này. Về cơ bản thì động cơ Honda CR-V được đặt khá là cao, mà tính năng bố trí thì mình nghĩ khá là gọn thôi. Kể cả các bạn có tiến hành vệ sinh sửa chữa thì cũng rất là đơn giản, không có gì quá phức tạp hay là khó mà để tiếp cận được cái vị trí cơ bản mà để mình bảo hành bảo dưỡng xe. Thì như mình có nói ở đầu video thì đây là video review nhanh trên khía cạnh là khách hàng đi xem xe Honda CR-V phiên bản cao cấp nhất. Honda hiện CR-V hiện nay ở tại thị trường Việt Nam được phân phối với 3 phiên bản là G, E và L. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất 1.5L, hiện tại đang có giá bán niêm yết là 1.093 triệu. Mọi tư vấn thắc mắc và mọi nhu cầu cần tư vấn về xe, review sản phẩm, so sánh giữa các phiên bản hay báo giá khuyến mại tại thời điểm của khách hàng mua thì có thể vui lòng trực tiếp liên hệ với mình qua hotline mình để trên video và phần mô tả. Nếu quý khách hàng có gợi ý đóng góp về kênh hay cảm thấy nội dung nó cần được cải thiện cập nhật hơn thì vui lòng cho mình nhận xét ở phía dưới. Ok, còn nếu cảm thấy hay thì vui lòng cho mình một like, share và subscribe. Cảm ơn.